đơn hàng của bạn Vũ Thu Hiên. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 95.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một hộp bút xương rồng trị giá 30.000. Một quyển sổ mini trị giá 10.000. Một tẩy son trị giá 10.000. Một cây bút con mèo trị giá 10.000. Và với đơn hàng của bạn thì shop tặng cho bạn 2 ruột bút. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Vận đơn của bạn, bạn có thể sử dụng mã vận đơn này tra trên trang vietnam.bot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Thu Uyên. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng có thể xem phần mô tả dưới video của bên shop các bạn nhé. Shop cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop. Shop chào các bạn.